Dạ, một mối tình là được 6 năm ạ. Còn có một cái tình khác nữa là nó học sinh thôi. À, học sinh rồi. Dạ. Cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Do bạn nó giận suốt. Một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng. 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Cô nào mà giận dữ vậy trời? Dạ. Vậy thì giận biết rồi thôi giận luôn hả? Dạ, hay là tự em rút lui? Giận là giận luôn đó. Em đợi có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay rồi không có thấy nói gì nữa. Trời đất ơi. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng cả năm nay rồi. Năm nay rồi hả? Xin chào MC Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay và xin chào nhà trai. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Viễn, em sinh năm 1992. Em đến từ Bình Thuận, hiện tại thì em đang làm việc tại Biên Hòa nhưng mà em sinh sống tại Thủ Đức. Và công việc hiện tại của em đó là nhân viên thiết kế thời trang và bên cạnh đó thì em cũng có tập tành kinh doanh online. Mời nhà trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia. Em tên Đồng, có năm nay 30 tuổi, em làm nghề xây dựng. Nghề xây dựng là tức là em làm kỹ sư xây dựng hay là thiết kế hay là làm thầu xây dựng hay làm gì cụ thể á? Dạ làm hết luôn ạ. Làm hết luôn hả? Dạ. Là cái gì cũng làm được hết? Dạ đúng. Tức là em học trường gì ra? Dạ em học trường Bách Khoa. Bách Khoa ra. À rồi kỹ sư xây dựng đó. Dạ. Hiện nay mình làm cho công ty nào hay là công ty của mình? Dạ hiện tại thì em cũng có mở công ty nhỏ nhỏ để tự làm đó chú. À. Dạ. Mở công ty riêng mình luôn ha. Dạ dạ dạ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của Đồng là gì? Dạ ưu điểm của em là có chí chịu khó, chịu cực chịu khổ thì tốt lắm. Mà nhược điểm là công việc hay là trong tình cảm thì em cũng hơi vội vàng. Hơi vội vàng. Dạ. Lý lịch trích ngang của Đồng bên đây là vậy đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Dạ ưu điểm của em đó là em là người vui vẻ, hòa đồng. À, em khá là tự lập á, với lại là em thích sự gọn gàng sạch sẽ. Còn cái nhược điểm của em á là em nấu ăn không có được ngon, với lại em có một cái tính đó là hay quên á. Bên cạnh đó thì em có một cái nhược điểm á là em ít khi nào mà em tâm sự với lại mở lòng tâm sự với những cái câu chuyện cá nhân của mình á, dù vui hay là buồn em cũng đa số là em để trong lòng ạ. Thôi cái đó khi nào mà sau này mình có bạn trai á, cái người bạn nhiều khi đó, nhiều khi cái người bên kia sẽ là cái người mà để cho em mở lòng ra nhiều hơn thì sao? Thật ra bên nhà gái rất là gọi là lanh, tự tin nha, lạc quan luôn á. Dạ, bên nhà trai hơi hiền, nhút nhát chút xíu nhưng mà cũng rất là bản lĩnh luôn. Em trai, mình có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có 1-2 mối tình rồi ạ. Một hay là hai? Hay là 1.5? Dạ một mối tình là được 6 năm ạ. Còn có một cái tình khác nữa là nó học sinh thôi là cái đó. À học sinh rồi. Dạ. Cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Do bạn nó giận suốt. Một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng. 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Cô nào mà giận dữ vậy trời? Dạ. Vậy thì dạ. Giận biết rồi thôi giận luôn hả? Dạ, hay giận... là tự em rút lui? Giận là giận luôn đó. Em đợi có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay rồi không có thấy nói gì nữa. Trời đất ơi. Dạ. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng cả năm nay rồi. Năm nay rồi hả? Mình còn nhớ gì về bóng hình ấy không? Dạ, cũng còn chút đỉnh thôi à. Còn chút đỉnh nha. Ê, còn nhớ chút đỉnh là lên đây không được nha. Để tôi qua tôi ngó. Nghe chút đỉnh là nhà gái qua liền đó. Dạ, dạ chào bạn. Mình còn nhớ chút đỉnh là sao? Có còn dấn dương không? Dạ không ạ. À. Giống như phép chia đó chị, chia hoài để nó dần về không chứ không bằng không được á. Bây giờ ví dụ người ta kêu ta có ý người ta quay lại là sao? Dạ không, không đâu ạ. Dạ. Không đâu ạ là sao? Là tức là biết chắc là người ta sẽ không bao giờ quay lại hay là người ta quay lại mình vẫn từ chối? Dạ nếu mà đã không nói chuyện một năm rồi thì có quay lại thì em cũng dạ. Có quay lại thì em cũng vẫn không đồng ý đúng không? Rồi, tức okay. Là chỉ nhớ về một chút cái kỷ niệm ngày xưa thôi. Phải rõ ràng vậy thì tôi mới chịu, tôi mới gả gái qua cho chứ. Mình gặp người lớn hay gặp bạn gái mình đừng nói là mình còn nhớ người xưa nha. Đúng rồi, nhạy cảm lắm đó. Mà cái cô này lại là cái người không có chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình nữa. Thì cô sẽ ôm cái nỗi buồn đó trong bụng hoài đó. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sắp tới mình có người yêu mà mình mong muốn người yêu mình như thế nào nè? Dạ người yêu hiền, biết chăm lo gia đình, nhìn có duyên. Có duyên. Cô này có duyên lắm, dễ thương lắm. Lanh lẹ, người nhỏ nhưng mà cái gì nó cũng kiểu như nhỏ cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động, dễ sinh hoạt. Cái gì cũng nhỏ là sao? Cái người á, mắt, mũi, miệng, cái gì cũng nhỏ. À dạ, nghe tôi tò mò ta. À, để coi có gì nhỏ gì cũng nhỏ chút. Nhỏ ha. Nhỏ xinh xinh. Để qua kiểm tra nhà gái coi sao nha. À, chào cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Cảm ơn ha. Nãy giờ nghe bạn trai bên kia có mối tình 6 năm rồi có ý kiến gì không? Có sợ là quay trở lại với mối tình đó không? Dạ anh là đối với cá nhân em á, ví dụ như khi
mà cái người đó mà họ ra, họ quen mình mà họ ra đi á, thì mình nghĩ là kiểu như là hết duyên thôi. Tại vì em cũng là một người suy nghĩ lạc quan á, em suy nghĩ tích cực, thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Ví dụ như mình cũng không thể nào mà mình buồn vì một cái người đàn ông mà họ đến với mình mà họ rời đi được. Cứ suy nghĩ lạc quan tích cực hơn, tại vì mình nghĩ rằng là mình còn rất rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa, hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ rời đi. Hay quá. Chị chứ em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ em đã trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối thì nó ừ, kinh nhỏ nghiệm nhỏ ha. Mà yêu dữ. Hơi nhỏ mà yêu quá ha. Mối dài nhất là mấy năm? À, mối dài nhất của em đó là gần 4 năm ạ. Ồ. Nhưng tại sao lại chia tay? Thì kiểu như là tụi em cũng quen nhau một cái thời gian á, thì xảy ra nhiều cái xung đột và tại em cãi nhau nhiều á. Và cái thời điểm đó thì bạn cũng có người mới, chính vì vậy mà tụi em quyết định là dừng lại để cho cả hai tìm một cái đối tượng phù hợp hơn. Dạ. Chính ra cô gái bên đây lạc quan hơn, gọi là trải nghiệm nhiều hơn, mạnh mẽ quyết mạnh đoán, mạnh mẽ quyết đoán hơn chàng trai bên kia nữa. Đúng đó rồi. Ha, mình mong muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Em thích cái người mà người đàn ông mà người ta có cái trái tim chân hậu á, với lại em thích là cái người đó họ cũng yêu động vật giống như em, tại vì em là cái người mà em thích chó với mèo, em thích dữ lắm. Cho nên là em cũng mong muốn họ cũng cái sở thích giống như mình luôn. Dạ, em thích cái người bạn trai họ có cái sự tôn trọng cũng như là cái sự tử tế trong trong tình yêu á, và có cái tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là cái cuộc sống luôn. Bên cạnh đó thì em cũng hy vọng rằng là cái người bạn trai của mình á, người ta sẽ cùng với mình chia sẻ những cái công việc trong cuộc sống, như là công việc nhà chẳng hạn, hoặc là chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống á. Rồi, nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có nhà nuôi chó mèo nào không? Dạ em thì khoái chó mèo lắm, nhưng mà em lên đây thì không có nuôi ạ. Dạ, có yêu chó, chó mèo em ơi, yêu động vật lắm. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân thôi. Đúng rồi chứ... mình gặp người thân đi. Dạ em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với lại em gái của em ạ. Dạ xin chào chú Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, em là Vi, em gái của chị Viễn. Hồi nãy giờ theo em quan sát thì em cảm thấy anh này cũng có khá là nhiều điểm tương đồng với chị của em ạ. Em hy vọng là hai người đã gặp nhau ở đây thì em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Nếu mà mình hợp thì mình có thể đi đường xa hơn, còn nếu không thì mình có thể làm bạn bè trong công việc cũng được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ em đi với em Trượt ạ. Xin chào chú Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là tên Đông, em có đồ có đồng. Thì em nãy giờ em cũng thấy thì chắc thấy chị bên này cũng có nét, thì cũng nhiều điểm tương đồng. Hay em thấy thì chắc nghe chị cũng thể hợp nhau. À, hợp nhau hả? Thôi bây giờ mình cho họ gặp nhau, biết đâu sẽ có hỗ trợ hai bên để chúng ta cùng tiến tới một hạnh phúc. Mở rào. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh đó ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh. Cảm ơn. Dạ. Em nhìn chàng trai này thấy sao? Dạ, cao ráo đúng với tiêu chuẩn của mình không? Dạ đúng ạ, thấy ảnh cao ráo ạ. Dạ. Còn em trai nhìn em gái coi thấy sao? Dạ bạn gái thì dễ thương mi nhon. Rồi bây giờ mình về vị trí đi. Cho em hỏi là cái người mẫu lý tưởng của anh á, mà anh cảm nhận là như thế nào? Có giống em không? À giống em. Ví dụ như mà anh có bạn gái thì anh sẽ có một cái mục tiêu gì trong cái tương lai sắp đến, và khi anh kết hôn thì cái mục tiêu của anh tiếp theo nó là như thế nào? Chung là anh có chí lắm, mục tiêu của anh cũng nhiều. Thì trước mắt là anh có mỗi công ty là thực hiện mục tiêu nhỏ trước. Dạ. Sau nữa là anh muốn là về quê với anh ở Kiên Giang á. Thì không biết là như em thì có về làm dâu được không? Có nghĩa là ví dụ như mà khi mà anh lập gia đình và anh kết hôn á, thì anh mong muốn là cái người tương lai của anh là sẽ về quê đúng không ạ? Đúng rồi. Thì thật ra cái vấn đề làm dâu á, thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề lắm anh. Tại vì nhiều khi nó liên quan tới, ví dụ như về quê thì phải liên quan tới công việc và tất cả mọi thứ. Rồi anh có đảm bảo là khi em về quê thì anh có thể lo cho em được một cuộc sống nó gọi là ổn định không? Em không cần phải giàu có, em chỉ cần cuộc sống nó ổn định thôi. Tại vì cái ngành của em á, khi mà về quê thì nó rất là khó làm. Dạ. Em có sợ khổ không? Khổ thì em không sợ khổ, nhưng mà em mong muốn là cái người mà họ đồng hành với mình á, họ sẽ mang lại cho mình cái cảm giác gọi là mình khổ nhưng mà mình sống không có khổ. Có nghĩa là cái tâm của mình á, nó vui vẻ lạc quan. Thì anh có làm được cái điều đó không? Được em. Dạ. Chắc chắn được. Được là được nha, chứ không phải lên sóng truyền hình kêu dạ được nha. Hay đó. Tức là mình sống có thể khổ nhưng mà cái tâm mình đừng để tâm mình khổ là được. Dạ. Bây giờ hẹn hò thế nào các bạn? Ví dụ như anh bình thường đi làm á, anh làm anh có hay tăng ca không? À quên, anh là chủ mà hả? À quên, anh là chủ mà hả? Cũng dạ. Tự làm đêm nhiều lắm em. Làm chắc cũng phải gấp đôi người đi làm công ty á. Anh có thời gian rảnh rỗi không? Có chứ. Dạ. Sắp xếp được hết. Cuối tuần là anh rảnh đúng không hay là sao ạ? Nếu mà hẹn trước thì mình sắp xếp một ngày hai ngày gì đó thì sắp xếp được hết à, không có ràng buộc gì. Với lại anh thì
cũng biết nhậu. Nhậu nhiều không anh? Nhậu được nhiều nhưng mà không có đi nhậu nhiều lần. Quan trọng là nhậu vô là mình xỉn rồi mình có quậy không? À không luôn, cái đó không quậy. Xỉn thì là ngủ nhậu thôi. Vô là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. À, với lại không có quản lý chặt quá đó em. À có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi, thì mình tự giác thì nó hay hơn, quản lý quá nhiều quá cũng khó chịu. Khi mà tự giác á thì nó phải nằm trong một cái khuôn khổ à nè. Ví dụ như mà em có quản lý thì em cũng nói chung là tính em cũng thoải mái, em không có gò bó gì nhiều đâu, cho nên là anh cũng yên tâm. Thật ra bạn ấy đã là giám đốc công ty, tức là bạn ấy rất là có trách nhiệm, là em yên tâm về bản lĩnh cầu này có đó ha. Anh nghĩ rằng hai bạn sẽ hỗ trợ nhau rất là đúng nhiều. Đúng rồi, thấy là hai bạn này vẫn còn có điều gì đó nó hơi ngần ngại. Cho nên chắc có lẽ là trai bạn cần phải đúng rồi tiếp xúc với nhau gần hơn một chút, chạm tay nhau để xem coi là ví dụ chúng ta cần có luồng điện đó nào chạy qua người không, nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mình mong muốn đi. Thì bình thường ví dụ như trong cuộc sống thì anh mong muốn cái gì ở cái bạn gái của mình đó? Thì mong muốn bạn gái là sâu sắc chút, biết chăm lo gia đình nữa đó. Còn em thì em nghĩ là khi mà ví dụ như mà hai đứa mà có cái bất đồng, có cái cãi nhau thì em hy vọng rằng là khi nào mà hai đứa đủ bình tĩnh trở lại thì mình nên ngồi lại và giải quyết cái vấn đề đó luôn, chứ không nên để trong lòng hoặc là để nhiều ngày á. Tại vì em thích là ví dụ như vấn đề gì đó là giải quyết nó xong luôn, để mình không phải vướng bận gì nữa cả. Qua lúc giận đi rồi nói, chứ lúc giận càng nói thì càng dạ gì giống mắt tay đối tác vậy, nắm tay người hai cái tay người nhìn nhau hát một câu nào đó. Tại vì em hát cũng không hay lắm á, cho nên là hy vọng là anh nghe được. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi nỗi đau còn vương lại, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Em quên, em nhớ lúc đó mà. Tại thực sự là em chuẩn bị hát cũng dài đó, em quên. Em quên, quên. Rồi, ok, trở về ghế đi các bạn. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình một lần cuối, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu luôn. Bây giờ chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó, cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Hãy giữ lấy, nắm chặt tay cô ấy, đừng buông ra. Hy vọng là trong năm nay thì sẽ nhận được tin vui từ hai bạn. Rồi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam sau bức màn và chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo. Năm nay em 31 tuổi và em đang làm nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, 31 tuổi ha, rất trẻ. Mời bạn trai. Xin kính chào quý vị khán giả cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi. Hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mình nói chút xíu về được tình của mình bạn. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị. Em có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tính đến giờ thì em chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị. Hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Như là hồi nhỏ đi học thì người lớn không có cho phép mình có bạn, sợ mình bị ảnh hưởng đến chuyện học. Sau này lớn lên khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ. Tỷ lệ nam rất là ít, có thì cũng là bậc đàn anh đàn chú, và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ. Một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết, bạn trai nghĩ như thế nào? Dạ, thì nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường vậy. Cũng bình thường ha. Dạ, cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà có người ta ba mấy bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà. Thôi bây giờ mình nói đi. Mình mẫu sẽ người tìm bạn một gái đối tượng tìm thế nào, như thế nào? Cái mẫu người bạn gái của em á thì cao trên 1m55, rồi dễ nhìn, thì giọng nói thì dễ nghe, biết nấu ăn, rồi biết sống tự lập. Hiện tại là bạn em đang sống với ai? Dạ em sống với gia đình của em gồm ba mẹ với lại anh của em. À,
Rồi, thí dụ như lập gia đình mà đi làm dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào? Dạ, em thấy là bây giờ nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng. Ví dụ như mà người chồng của mình ở chung với cha mẹ, không phân biệt là cha mẹ bên nào hết, thì mình vẫn phải làm tròn cái giống như là cái nghĩa vụ của người con vậy đó. Phải hiếu thảo, phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già. Rồi, vậy là tốt mà ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao hơn em khoảng từ 1m65 trở lên. Bên kia cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị. Rồi, được. Gì nữa em? Thân hình cân đối. Nhìn mặt hiền hiền. Mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Giống không? Gì mà khán giả vỗ tay quá vậy? Em chào chị. Đẹp lạng quạng, đẹp hơn luôn á nha. Dữ ha. Không có nét khác hơn chị, nhưng mà cũng phong trần hơn. Cũng phong trần ha. Mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái? Chắc do công việc em nó khô khan quá chị. Với lại lo đi làm quá nên là cũng... Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng. Nhanh quá vậy, mình có chuẩn bị gì chưa, lấy nhau về mình ở dạ, đâu? Dạ chuẩn bị xong hết rồi, nhà cửa có hết rồi. Có hết luôn? Dạ. Nhà của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ chuẩn bị? Nhà của ba mẹ. Nghe tưởng đâu tự mình chuẩn bị chứ. Có nghĩa là giờ mình là về làm dâu đúng không? Dạ. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ hai đứa. Rồi để tôi về coi coi. Sao chị? Hả? Chị thấy sao chị? Cao, cao ráo, mặt mày sáng. Nói chung là chị nhìn được. Chào ông, chào anh. Chào em, anh Bình anh hiền lắm, rất là có duyên. Em thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ, gọn gàng? Kết hợp cả hai được không ạ? Cũng được. Dạ. Nếu mà phong trần quá thì nó cũng... Lúc cần phong trần thì phong trần, lúc cần sạch sẽ thì sạch sẽ. Cần sạch sẽ sạch sẽ ha. Dạ. Được dạ. Rồi, anh thấy được á. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn bè thân thiết của em ạ. Rồi, trời, bạn dễ thương quá. Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Thì, em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là về mặt ngoại hình á thì rất là sáng sủa sạch sẽ. Còn về những cái tiêu chí á thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo đang tìm kiếm. Ừ. Và chị Thảo bình thường thì trong công việc á rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người. Còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á. Cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Được không bạn trai? Dạ được ạ. Thôi xin mời gia đình của em trai. Dạ em đi mẹ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dạ. Theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thấy thì cũng hiền lành, cũng cao ráo. Còn bấm nút hay không thì do con quyết định. Cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô? Nói chung con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ. Giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì. Em chào bác gái đi em. Dạ con chào cô ạ. Chào cháu. Dạ. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Chào anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh... được ạ. Phong trần ạ. Dạ. Dạ. Em hỏi đi. Ủa dạ, xin lỗi anh nha, tại nãy giờ em bối rối quá. Em chưa có nghe kịp tên anh đó anh. Anh tên gì? Anh tên Tân. Dạ anh Tân. Dạ. Bạn gái tên gì nhớ không? Dạ nhớ anh. Bạn tên Thảo ạ. Tân Thảo. Đối với anh thì cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à? Chắc có lẽ là khuôn mặt. Vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh? Không, ý là tổng thể khuôn mặt á. Hài hòa. Dạ. Như em là ok. Dạ cảm ơn anh. Rồi hẹn hò. Hẹn hò sao? Em muốn hẹn hò ở đâu? Dạ em thấy mình đi đâu cũng được hết anh. Miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được. Rồi. Nếu mà được thì
Em có thể làm dâu được. Dạ. Như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh. Được. Thì mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó. Dạ. Thì em cũng nghĩ còn làm con thì mình phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh. Dạ. Kinh tế thì ai giữ tiền? Kinh tế thì em để vợ em giữ ạ. Được, tốt. Thấy ổn rồi đó. Mẹ cười rồi, mẹ nghe làm dâu rồi, để cho mẹ dạy dỗ rồi, chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười dữ rồi. Dạ. Bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó. Trời, mình nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn. Câu gì để thuyết phục đối phương? Thì tới đây thì mình là có duyên mới gặp nhau ở đây. Thì cảm nhận đầu tiên thì mọi người đều nhận trong lòng. Thì mọi người sẽ thiện qua cái... em bí rồi, em lên đây. Ủa em đang tỏ tình mà bí. Không, dạ. Nói cái gì nó thiệt là tình cảm vô. Em có suy nghĩ sao? Nãy giờ em cảm nhận từ trái tim mình như thế nào, mách bảo mình nói cái gì. Dạ. Mình phát biểu như thế thôi. Không cần màu mè gì hết. Bây giờ thấy ai em, thích em thế nào đó. Và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại của cuộc đời. Anh sẽ hứa lo cho em thứ gì đó. Thí dụ vậy rồi, bắt đầu. Thì Đứng lên đi gần tới nơi luôn. Có thể nắm tay bạn ấy. Nắm tay bạn ấy đi. Rồi nói lớn lên. Thì rung quá. Rung quá. Sao? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sao rung? Bắt đầu. Thấy điện giật rồi, em lên đây. Hả? Điện giật. Điện giật thì phải nói chứ. Thảo ơi, gì đó. Thế vậy em thấy em dễ thương, dễ mến. Mong em sẽ chọn anh. Em gái thấy thế nào? Dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à. Thích anh không? Em cũng thích à. Thích. Chàng trai thích cô gái không? Dạ em cũng thích ạ. Rồi thôi ngồi ghế đi bạn. Nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây, không có nhìn đâu ra đằng sau không à. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút? Đây. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có mẹ, có bạn, có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình, đang quan sát hai bạn. Đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi mời em. Ủa em bấm. Bạn gái có bấm. Em có bấm không? Dạ không. Không có bấm. Rất là bất ngờ. Lý do tại sao bạn trai không bấm? Dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được. Trong trái tim mình không được mở lắm nên là em không bấm. À này, thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng dạ, không? Dạ không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được. Không được yên tâm lắm. Hình như không hợp với mình về điều gì em? Chắc cách nói chuyện. Không sao cả. Nếu như em không bấm, tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình. Có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó. Đúng không em gái? Em cảm thấy như thế nào? Dạ thì em thấy thì đến đây như là một cơ hội. Nếu không được thì kết bạn thôi ạ. Đúng rồi. Dạ. Rất là nhiều chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúng ta không hợp với nhau không sao cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Rồi, mời em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em là Nhung, hiện 24 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm editor ạ. Cụ thể là làm gì em? Dạ, viết bài cho trang web ạ. À, mời bạn nam. Lần đầu tiên, cho em xin được gửi lời chào tới các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Ngọc Hai, 26 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện tại em đang làm việc và công tác tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng.
mình có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau về cái đường tình duyên của mình ha. Dạ dạ. Bạn nữ sao bạn? Em thì trước giờ cũng quen khá nhiều rồi, nhưng mà chính thức thì chỉ có một mối tình đó chị. Thế lý do tại sao chia tay? Ha, em và anh quen nhau thì anh đưa em về ra mắt, nhưng mà vì không hợp tuổi cái bố mẹ đi coi á. Xong à, bố mẹ em coi hay bố mẹ ảnh? Bố mẹ ảnh coi á. À, vậy bản thân gia đình của em thì có quan trọng cái chuyện coi hợp tuổi đâu không? Dạ không chị. Bạn trai gia đình có coi tuổi gì không? Dạ cũng có một xíu chị ơi. Những tuổi không hợp với em thì một vài tuổi như là thí dụ từ 91, 92 và 94. 91, 92, 94 bên kia bao nhiêu? Dạ em 93 anh ơi. Trời ơi, 91, 92, nó nằm ở giữa á. 94 nó không hợp mà hơn sao có lọt lọt 93, 95 đỡ gì. May quá, đọc 92, 93, 94 là xong luôn rồi. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không bạn trai? Điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng và thích tham gia các phong trào như ca nhạc, thể thao. Còn về nhược điểm thì trông rất là tình cảm nên là nhiều lúc nó hơi đánh áp vào công việc một chút. Rồi, thôi bây giờ mình hát một bài đi, cho nó xồm lên đi ha em ha. Bạn trai là điểm mạnh là ca hát. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài. Tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Bạn gái cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Bạn nam hát rất ấm chị. Rất là ấm. Ấm á. Rung, xử lý rất là hay, rất là ngọt ngào. Hát như ca sĩ chuyên nghiệp đấy. Hay quá. Tò mò không em? Dạ có chị. Tò mò ha. Vậy em hình dung bạn nam bên bển là người như thế nào? Chắc là điềm tĩnh, rồi giọng nói thì ấm áp, nhìn có vẻ chững chạc á chị. Có hình dung ra cái vóc dáng ảnh làm sao không? Chắc là không. Chắc cũng cao cao. Nghe giọng hát còn biết cao luôn hả? Trời hay vậy. Giờ tới phiên mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn á chị. Nấu khá ngon, làm bánh cũng nhiều. Điểm yếu thì em hơi rụt rè trước đám đông. Với lại em rất sợ ma chị. Kiểu như là em ở nhà với anh chị em mà anh chị em đi đâu là em cũng đi luôn, chứ em không ở nhà mình chị. Trời đất ơi, vậy em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Chiều cao khoảng 1m7 trở lên. Tại vì em 1m62 rồi. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m73 chị ơi. Được, dạ. Rồi gì nữa em? Đừng có gầy quá chị, nhìn không có men. Nặng nhiêu ký? Em 65kg chị. Hơi gầy hơi chị. Gầy. Dạ. Nhưng mà thà gầy đi rồi mình nuôi dễ. Em là làm nấu ăn ngon nè, làm bánh ngon nữa. Dạ. Chứ để mập mập sao dám ăn. Em quen ai em vụ mẹ tốt lắm chị. Vậy là được luôn đúng không? Dạ. Rồi gì nữa? Không có hút thuốc, không có cờ bạc. Rượu bia thì được, tại vì giao tiếp á chị. Hiểu gia đình một tí và không có chi ly trong chuyện tiền nong á chị. Em có nhậu nhẹt không em? Do công việc nên cũng chỉ biết một chút chút thôi chị. Hút thuốc? Dạ không. Chi ly? Dạ cũng không chị ơi. Anh ơi cho em hỏi xíu, anh có ghen không anh? Trong tình yêu thì đương nhiên chúng ta phải có một chút hương vị, nó gần ghen thì nó mới gọi thực sự là yêu mà. Nếu mà không có một chút nào ghen thì sẽ là những người vô tâm em ơi. Dạ em ghen lắm anh ơi. Dạ. Ghen lắm là ghen sao? Ghen cỡ nào? Ví dụ như lúc bạn cho em mượn chơi rồi chơi vô tình tin nhắn đến á chị. À. Tin nhắn về mà ngọt ngào cái là em ghen luôn á chị. Đôi khi ảnh đưa điện thoại em đang xóa hết tin nhắn á chị, nên em cũng ghen nữa, em nghi ngờ. Vậy thì chỉ ảnh để chị chỉ cho, chị xóa cái nào nguy hiểm thôi, mấy cái bình thường phải để vô nhiều. Mấy người không xóa mà xóa sạch là người ta nghi đúng rồi. Dạ đúng rồi chị, em tính con nít nữa chị, ghen nhiều. Ủa vậy luôn hả? Dạ có, em nghi lắm á chị. Bạn trai, bạn gái ghen nhiều vậy em có ngại không? Dạ không chị ơi, thực ra là những người ghen họ có quan tâm, yêu thương mình họ phải ghen chứ. Mỗi ngày gặp nhau cái bạn gái đòi kiểm tra điện thoại của em chịu không? Cái điều đó thì nếu là mình trong sạch thì đâu có gì mà ngại gì, vàng đâu có sợ lửa đâu chị. Ồ, đâu có vàng gặp lửa vẫn chảy ra mà. Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Bạn trai đừng có đen quá cũng đừng trắng quá, trắng nhìn công tử lắm chị. Sao khó quá vậy, đen cũng được, trắng cũng được nữa, vậy là muốn làm sao? Vừa vừa á chị, chỉ coi được là em được. Nhiều đó thôi nha. Dạ. Nghe cụ nói chị gì không? Thế mà chị thấy được là bên đó thấy được. Em đặt hết niềm tin vào chị đó. Thì bây giờ em làm sao để chị thấy được đi? So với truyền hình này hôm nay ta thực tế chị sẽ nhân nhiều. Ồ, được ha. Cũng đẹp trai. Không, cái này đâu có ốm đi đâu, này là vừa người đó. Khỏe không? Dạ. Trời ơi, sao lỏng mỏng vậy? Dạ cũng hít đó từ 50 cái chị. 50 cái? Dạ. Cô bên này cô rất là dễ thương. Dạ.
em giờ... cũng cảm nhận được cái điều đó. Em là kỹ sư xây dựng. Dạ. À, nãy nói ở dưới Bình Dương, bên đây bạn gái ở Sài Gòn. Vậy mình hẹn hò nhau sao? Thời gian là do mình đấy chị ơi. Mà em là đi theo công trình hay là sao? Là công ty của em làm cố định một chỗ. Vậy là bây giờ nếu như mà mình tiến tới hôn nhân thì bạn gái phải về Bình Dương ở hả? Cái đó cũng không hẳn ạ. Vậy chứ sao, không lẽ chồng nơi vợ nơi? Cái đó có sao đâu, sếp em đi làm vẫn ngày 70 cây đi về có sao đâu ạ. Vậy ai đi? Dạ ý là ý em nói là mình vẫn có thể đi được mà. Em. Em đi. Dạ. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Mẫu người, cái chuẩn người mình về tìm... về ngoại hình thì bạn có thể là xinh xắn, mà em nghĩ bạn bên kia là vậy, vì em nghe cái giọng đó, cảm nhận cái điều đó. Hay ha, bên kia nghe giọng nói thì cảm tưởng bên đây là cao, mà bên đây nghe giọng nói thì biết bên đây dễ thương. Còn đôi khi trái tim nó mách bảo chưa. À. Dạ, đôi khi mình không thể dùng ánh mắt, mình phải dùng lý trí và trái tim, đôi khi có thể cảm nhận cái điều đó. Lành quá. Rồi. Hơn là hồi nãy khen tôi đó nha. Được lắm em ơi. Cao, đẹp trai, nói chuyện dễ thương. Rồi, bây giờ em có không thích gì người phụ nữ nói anh qua anh coi coi. Người phụ nữ đó lộn thuộc. Mà gì em nữa? Nghĩ chắc bạn thì không, mà em cảm nhận được đó. Cặp này hay lắm anh ơi. Nghe giọng ha. Không mà là đoán ha. Được hết rồi. À, chào em. Anh kia anh hơi lanh chút xíu. Một người đàn ông giỏi như vậy, làm xây dựng như vậy, đi rất là nhiều. Xung quanh anh ấy rất là nhiều người đẹp. Quan trọng là tình cảm của anh ấy như thế nào thôi anh, chứ còn cám dỗ thì không có vấn đề. Không lo đúng không? Dạ không. Em thích con trai hơn con gái? Em thích con trai. Rồi. Đó, anh hỏi đơn giản vậy thôi. Cô gái thích con trai, em thích con trai hơn con gái? Mẹ là con của mình thôi. Ừ. Dạ. Cũng đơn giản luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi theo, có ai đi theo em không? Dạ hôm nay có bạn thân em đi cùng ạ. Dạ em chào chương trình ạ. Rồi chào em. Em nhận xét anh ngồi bên kia như thế nào? Dạ em thấy bạn bên này thì cũng đẹp trai, hơi khéo miệng một tí, dễ thương nữa. Bạn em thì nó rất là hiền và xinh gái, cho hai bạn quyết định hả? Cái vụ xinh gái là anh khoái rồi đó. Dạ. Rồi hôm nay bạn trai đi với ai? Em có đi với chú. Rồi xin chào chú. À chào chú. Thưa Quyền Linh, chị Cát Tường, thì qua tâm sự của hai cháu thì tôi thấy cũng rất là đồng cảm, thấy cũng đồng lòng, nên tôi rất ủng hộ cái chương trình. Cảm ơn chú nhiều. Em chào chú đi. Nói con hỏi chú, hỏi thăm chú vài câu. Dạ, chú hiện tại đang ở Bình Dương rồi chú. Thì bà cao với con thế này, chú thì chú đang công tác cùng với lại cháu hai. Hai là người chất phát hiện này, làm ăn có trách nhiệm, cũng vừa có trách nhiệm với gia đình. Dạ, tại vì gia đình con dưới Bình Dương cũng nhiều, có dịp để con ghé chơi. Dạ. Rồi bây giờ kéo màn đi, cho hai bạn gặp mặt. Chào em. Em chào anh. Anh có món quà thành tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Trước tiên là hai người xác nhận lại có cái tưởng tượng của mình nãy giờ có phù hợp không, có đúng không? Dạ em nghĩ là mình đúng. Em cũng nghĩ đúng chị. Hay quá. Dạ anh ơi cho em hỏi xíu là em ở quận 9 á, anh ở xa vậy, nếu mà quen thì có khó khăn trong đi lại không anh? Thế quan trọng là mình muốn cái nơi đó mình đến thì ắt cho mình cho thu xếp thời gian thôi. Anh có thích xem phim ma không ạ? Xem phim ít nhưng anh nghe chuyện ma thì nhiều. Dạ tại em thích xem phim ma lắm nên em hay rủ bạn đi. Vậy cũng giống giống nhau đấy. Thật sự thì hôm nay và chúng ta lại có cơ hội ngồi ở đây, anh cũng rất lấy làm vui. Và anh nghĩ đó là định mệnh đấy. Em nghĩ vậy không? Dạ đúng rồi. Nếu mà được thì anh sẽ trân trọng. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cưới hỏi đi bạn. Khoảng bao lâu chúng ta sẽ đến điều đó? Đối với em thì nếu như tình cảm của mình đủ lớn thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu. Em thì sao? Thì em cũng tầm 1 năm nữa anh. 1 năm nếu mà hai người xác định thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Vậy là có vẻ mình đồng quan điểm đấy. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ thuộc với nhau thôi. Dạ. Hết thời gian. Nào, hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận nhé. Đây, hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim của mình có thổn thức chưa, có đang rung động với đối phương hay không. Và quyết định, rất nhiều người đang theo dõi các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay đi bạn. Rất đẹp đôi. Hôn nhau đầu tiên. Dạ. Nắm tay nhau chưa? Dạ rồi. Hôn nhau đi bạn. Được không? Dạ được.
Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh Linh kêu hôn nhau, cô nói dạ thôi mà anh này hỏi hôn nha cái anh dạ được. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn đi xem phim ma vui vẻ. Cảm ơn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt nha và dìu nhau đi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em tên Vân Anh. Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại. Quê em ở đâu? Em ở đây chị. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Đại Xuân, em năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập thể hình quê anh Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở quận mấy? Ở quận 9. Bạn tập thể hình lâu chưa? Dạ, cũng là khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Sáu múi á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một múi chị. Vậy là thích giống như anh Huyền Linh vậy đó. Dạ. Đây thích có một múi thôi, có thích sáu múi nha. Dạ. Dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua ba mối tình. Quen ít nhưng mà để quên người đó thì lâu. Bao lâu mới quên? Khoảng 2-3 năm. Vậy là một người chung thủy. Bây giờ còn nhớ người kia không? Dạ hết. Rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào? Dạ, người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi. Cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao, chung em để nhìn đẹp là được. Đẹp là sao? Theo em quan điểm đẹp là sao? Nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi. Chung em nhìn em mới biết được, chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó. Nhưng mà cái nhãn của em sao? Dạ có thể là bạn đó hơi cao, ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Chung mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi. Nếu mà người ta chơi xấu cũng sao trơn đúng không? Đúng rồi, mình nhìn đẹp là được rồi. Mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm. Đúng không? Bạn gái, bạn tìm mẫu người như thế nào? Em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút, nhìn chín chắn một chút xíu. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hẳn chắc bậy tân bừng luôn á. Rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Là phụ nữ thì ai cũng thích, không thích là đàn ông gia trưởng hết. Ngoại hình là đơn giản chỉ... Nói chung thì em thích gọn gàng, cao hơn em được rồi. Thân em thì 3m bẻ đôi chị. Mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á. Bên đây cao hơn nhiều đấy. Nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em thì mới có 2 thôi. 2 thôi. Ở chia tay mối tình sau này bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng hơn 1 năm. Mình còn vương vấn gì giống như... Đã qua rồi chị. Thì mình... Tốt nhất mình nên tạm gác lại, mình không nên nhớ nữa. Bây giờ nếu mình tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi, cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ long bông nữa thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp. Dạ. Yeah. Rồi, để chị hỏi bạn trai coi khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha. Dạ, em chào chị. Chà, cái này ai nói 6 múi? Cái này 1 múi đó. Được hả? Chị muốn mấy múi, không có mấy múi được. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn chị. Khỏe hả? Mẹ. Chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nóng người cái đi rồi nói chuyện. Được không em? Dạ được chị. Làm đi em. Nhỏ mà. Chị khoái mấy cái vụ hít đất lắm. Coi người ta hít á, tại chị hít không có được. Bao nhiêu cái vậy ha? Hít khoảng 200 cái đi em. Tùy thủy. Hít sao mà anh thấy là 1, 2, 3. Cái này hít hơi ăn gian đó. Chưa có xuống xác nha. 7, 8. Dưới đếm với mình đâu có đếm đâu. 10, 11, 12. 20 đi. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đủ chưa quý vị? 20. Khỏe ru. Cười ha. Cười ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian, đúng thời gian. Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc, chưa bao giờ em đến trễ giờ. Thứ hai là trong cuộc sống thì em có nghĩa em quản lý tiền, bạc cho gia đình rất là tốt. Điểm của em là em sống hơi thực tế. Có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định thì nó mới tốt được, chứ em không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng mà vẫn có gì đó nó phải ổn định hơn. Mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi? Chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được. Em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được? Dạ, nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau.
Vậy thì có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao? Dạ đúng rồi. Nhà mình con trai, em con trai mấy? Dạ, mấy dạ con mấy? Một. Rồi ok, cảm ơn em. Không, anh nghĩ bạn trai là người rất điềm đạm, rất chung điềm thủy đạm. Đấy. Rất là chín chắn, điềm đạm, có hiếu. À, chào em gái, rất là dễ thương. Bạn trai bên đây có vẻ hơi hiền, hơi tính truyền thống chút xíu. Truyền thống hả? Tức là muốn những cái gì nó phụ nữ là phải kính cổng cao tường, không có hiện đại quá gì đó. Dạ. Còn tính của em sao? Tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi. À, là hiện đại hả? Đúng rồi. Em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó. Em thì rất là năng động. Quậy tưng luôn mà đúng không? Tưng luôn á. Ồ, hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì tùy môi trường, tùy có hoàn cảnh. Vậy thì làm dâu, em có đặt nặng vấn đề này không? Làm dâu hả? Em cũng không có đặt nặng lắm. Nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó. Miễn là ăn thua mình có muốn, mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi. Tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chu toàn được hết như mọi người. Em không thích gì người đàn ông? Phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà. Thứ nhất á là lăng nhăng. Thứ hai là gia trưởng và vũ phu. Đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết, nói chung cũng phải biết chăm săn sóc. Tại em thì gia đình em, ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo đúng không? Dạ. Anh thấy anh này có đức tính cũng tốt đó em ạ. Chung thủy nè, điềm đạm nè, sạch sẽ, ngăn nắp, đúng giờ. Nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ lắm. Có vấn đề thôi, gì không? Thôi chút ngay vụ đó đi. Vụ đến trễ gì, vụ làm dâu á ha. Dạ. Đó, hôm nay mình em có chuyện mình đi với Khai đi theo ủng hộ em không? Dạ có, em đi với chị em với hai đứa em của em ạ. Rồi chào chị. Chào chị Cát Tường, chào Quyền Linh. Rồi em thấy chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào? Dạ em thấy rất là manly, rất là xứng với Văn Anh luôn ạ. Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp. Nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó, muốn tìm một người truyền thống vậy thì em thấy là Văn Anh có phù hợp không? Này cũng nãy em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống như vậy. Anh Linh nói không có nói, anh cái đó anh nghĩ thôi, anh Linh nghĩ. À không, mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị. Chủ yếu là hai người hiểu nhau và hợp nhãn của anh là anh sẽ ok rồi. Nhưng mà Văn Anh dễ thương lắm anh. À, cảm ơn em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ. Rồi chào em. Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường. Rồi, chào, chào quý vị trong trường quay cùng quý vị xem qua truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ Xuân ơi, thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân này. Nhưng mà còn về cái Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi. Rồi cảm ơn bạn. Thôi rồi, bây giờ là kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thôi. Gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn. Rồi mời bạn. Nhìn mới của em vô rẻ. Cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao? Nó có khác. Em tưởng anh sao nãy sao lúc thì anh nói là 6 muối, lúc thì 1 muối nên em bị hỗn loạn. Nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn này. Nhưng em thích một muối à, em thích nó tròn tròn. Một muối còn dễ hơn chứ. Dễ hơn. Còn anh thì anh đánh giá như thế nào? Chung là hơi bất ngờ về ngoại hình, mà đẹp. Chứ mình nhìn đẹp là đẹp rồi. Còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ. Có một mình mẹ thôi rất là dễ. Việc nhà anh vẫn có thể làm được. Anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà với gì sau này anh... Chung anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà. Có ngại vấn đề đó không? Không có ngại đâu anh. Thiệt không? Thiệt, anh đi chơi với bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà. Cái lỡ mà ví dụ em đi chơi, ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn. Cái quan điểm về tài chính lúc đó thì sẽ như thế nào? Chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi. Còn không có anh sẽ không đi được. Dù có tiền mới mời chứ. Có mời, anh mời nha, còn nếu em mời là khác rồi, đúng không? Nói chung anh mời thì anh phải trả rồi, đó là điều hiển nhiên. Còn nếu em mấy mời thì sao? Mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh? Đó. Như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt, nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đó đến giờ, nghĩ là tiết kiệm nó sơn. Em thì về quản lý chi tiêu em cũng khá ok, nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chén. Chung mình phải có mỗi khoản khác nhau, một khoản đi chơi mình sẽ có một khoản riêng, không bao giờ xài lỗ. Rồi bây giờ mình nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm.
nè. Nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có rất là có cảm tình với bạn. Mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa. Hy vọng là bạn sẽ cùng tìm cùng mình tìm hiểu. Bạn gái em muốn nói gì nữa không? Em không biết nói gì hết chưa. Thôi, chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha. Nào, hãy làm theo những gì cô team mình mách bảo các bạn nha. 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm lấy tay nhau. Hãy hôn nhau để đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau. Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy. Không để ngày sau đi. Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm chặt tay nhau nha. Rồi, nắm tay nhau, dắt nhau đi xem phim đi hai bạn. Thôi em giới thiệu luôn nha. Dạ, em tên là Kim Long, năm nay em 29 tuổi. À, dạ. 29 tuổi, quê mình ở đâu và đang dạ, làm gì? Dạ, quê em ở Quảng Nam, em đang làm bác sĩ vậy. Bác sĩ, anh làm dạ. Khoa gì vậy em? Dạ, em làm khoa học cổ truyền ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu cái đã. Thì em tên là Hồ Thanh Sự, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ Bình Định, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư chất lượng của Siemens Fico. Kỹ sư chất lượng, tức luôn luôn là tạo ra những điều chất lượng đúng không? Dạ, đúng rồi. Bạn được mấy mối tình rồi bạn? Dạ, chủ yếu là thích thôi, còn thực sự thì chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình kéo dài không? Dạ, ngắn thôi, chỉ quen nhau khoảng tháng rồi bạn ấy chia tay. Quen khoảng tháng chia tay à? Tại vì lúc đó em cũng mới ra trường rồi, cũng bản thân nó chưa được hoàn thiện á. Hỏi chuyện nha, dạ. Tháng á, hùng chưa? Dạ, chưa anh. Chưa luôn. Rồi. Ủa nhưng mà rồi là mối tình nó từ hồi xưa tới giờ luôn á hả bạn? Dạ. Để mình hỏi bạn gái coi em có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì không có chị. Không có? Dạ. Rồi có mối tình râu ria gì không? Tìm hiểu thì có nhưng mà không có hợp à. Hai bạn sao 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao? Này thuộc loại hàng hiếm á. Hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu nướng nè. Ừ. Rồi thì em đi làm xong là em về nhà chị. Rồi điểm yếu của em là gì? Dạ em nóng tính dữ chị. Sĩ mà sao nóng tính? Điều trị bệnh rồi thì phải... Không phải, đối với bệnh nhân của em thì em hiền dịu lắm. Nhưng mà đồng nghiệp của em hay là mấy em với bạn bè em cũng nói em dữ. Mà dạ. Em thấy em có dữ không? Dạ dữ. Dữ luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ là mình đã muốn lấy chồng chưa? Gia đình có hối thúc gì không? Dạ có, mẹ em ngày nào cũng nói chị. Rồi sao mà mình biết chương trình bạn muốn hẹn hò mà thanh dạ. tại mẹ em xem rồi mẹ em cho em xem, cái em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký. Nếu được tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình kết hôn? Thì tìm hiểu thấy hợp thì tiến tới chị. Rồi, em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Thì bạn trai đầu tiên thứ nhất đó là không có gia trưởng chị, biết san sẻ công việc. Bạn trai được là con một chị. À, vậy thôi em hỏi ảnh luôn đi. Sao vậy? Sao em? Tại em, nhà em có mình em mà chị. Bạn trai nhà có đông anh em không? Dạ đông chị ơi, nhà em có 6 anh em ạ. Đông là... đông vui chị. Đông vui. Dạ. Được ha. Dạ. Em rất là hạnh phúc khi sinh ra trong cái gia đình đó. Tại gia đình em thì rất là ai cũng đều có đi học với lại rất là có hiếu với cha mẹ. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ 6 nhưng mà là con thứ 5 nhưng mà ở ngoài miền Trung á anh. Ủa bạn trai giờ ở rể được không? Dạ không, em thấy ở rỡ em thấy hơi khó chịu vậy. Dạ. Ở bên đây bạn nữ không có nói nhưng mà tôi cảm giác như bạn nói bạn con một cái bạn muốn bắt rễ gì đó. Không chị. Không hả? Vậy là chị bậy hả? Em muốn ở riêng. À em muốn ở riêng. Dạ. Rồi bây giờ bạn trai bạn muốn tìm một đối tượng như thế nào? Dạ nhất là về ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn là được. Cười thì có duyên là được. Còn... Cười có duyên. Cười sao có duyên? Cười duyên là không có cười hố hố mà cười. Cười hố hố là vô duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Cười hí 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 là có duyên đúng không? Dạ. Hí hí. Rồi gì nữa? Thì ngoại hình thì như em chỉ yêu cầu như vậy thôi. Còn về cái tính cách thì phải vui vẻ hòa đồng, phải biết quan tâm đến gia đình. Rồi vậy thôi. Không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bên kia nóng tính. Trời ơi, bên đây nóng tính lắm. Ví dụ nóng tính bình thường về nhà thì mình nóng tính thì cũng không sao. Nhưng mà trước đám đông thì nhiều khi mình
làm cho mình nó mất mặt trước bạn bè rồi thì mình không có thích. Ví dụ nè, hồi hai người nói chuyện với nhau nha. Không, bên đây người ta nóng tính, người ta la là người ta chỉ la nhân viên, học trò người ta thôi. Chứ với bệnh nhân người ta cũng rất là ngọt ngào, với bạn trai cũng vậy. Thì coi như bạn gái coi bạn trai như bệnh nhân đi. Đừng nóng tính. Về nói về ngoại hình thì em thích người bạn trai như thế nào? Dạ, em thích người bạn trai thứ nhất là cao hơn em chút chị. Cao bao nhiêu? Dạ, cỡ 1m65. Bạn trai cao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 chị ơi. Ờ, vậy được rồi, gì nữa? Dạ, thì bạn trai thích thể thao chút. Nói chung hình thể cân đối, đừng có bụng bự quá. À, đừng có bụng bự quá, rồi gì nữa không em? À, không có hút thuốc chị, còn rượu uống bia thì chút ít thôi. Bạn trai có hút thuốc không? Dạ, em không có hút thuốc. Bụng bự không? Bụng bự không? Dạ, có. Bụng bự chút được không? Không bự lắm đâu. Bụng bự ôm sướng ở đâu em. Bạn có yêu cầu gì phía nhà gái nữa không? Dạ, không chị. Sao cũng được hết phải không? Dạ, em thích gương mặt nhìn dễ thương là được. Như là ca sĩ Hiền Thục nha. À, vậy ha. Giống mẫu, Hiền Thục ha. Mẫu cũng ít ghê á. Hình mẫu mà. Để qua coi mắt nhà gái kia coi sao nha. Dạ, em chào anh. Chào em. Anh bên đây thì đúng là nhút nhát. Dạ. Anh hiền lắm. Quen người yêu một tháng mà chưa hung lần nào luôn. Hai người này không biết dạ. Họ có biết hung nhau không nữa trời. Tôi lo quá. Bây giờ mình có thích lãng mạn không? Dạ không ạ. Không luôn. Trời, phụ nữ sao không thích lãng mạn ta? Em người, con người em khô khan lắm anh. Rồi ông kia em khô queo nữa rồi sao? Dạ. Lạ vậy ta? Tình yêu mà thích khô khan vậy ta? Dạ. Thôi hai người cảm nhận thôi chứ. Thấy cặp này lạ quá. Thôi mình gặp người nhà đi. Em trai có đi với ai không? Dạ có, em đi với chị con bác với lại em họ. Dạ em chào anh Hiền Linh, chào chị Cát Tường. Em cảm nhận cô gái bên kia có hợp với em của em không? Dạ hồi nãy giờ em xem thì em thấy bạn gái này có cái nét tính truyền thống, rất là hợp với bạn Sự, cũng hiền lành, dễ thương. Mình cũng xin chia sẻ thêm về bạn Sự thì tại vì do cái điều kiện của bạn Sự hồi xưa là học bách khoa cho nên là ham học, ít thời gian quen bạn gái. Khi đi làm thì trong cái môi trường làm việc thì cũng nữ thì cũng có gia đình. Thì bây giờ học cao học thì cũng nhiều bạn này lớn tuổi rồi. Thì mình thấy bạn gái này cũng đầy đủ hết cái điều kiện mà Sự cũng mong muốn. Mình cũng hy vọng là cái bạn gái này bấm nút để có một cái cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bác sĩ hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em, bạn của mẹ em với bạn của em chị. À, có mẹ với bạn mẹ nữa ha. Dạ chào cô. Chào Cát Tường. Dạ. Chào Quyền Linh. Chào mọi người ở trường quay. Dạ. Kim Long thì công việc thì cũng ổn định rồi. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi thì cũng lập gia đình được rồi. Dạ. Thì Kim Long thì biết nấu nướng. Thì nóng tính nhưng mà Kim Long cũng biết tế nhị. Chứ không phải là nóng tính, ở đâu cũng nóng tính được dạ. Hết. Cho nên là con cứ yên tâm. Còn về bạn trai bên đây thì mà thấy là về tính cách với gia đình là mà thấy ok đó. Nói vài câu gì với cô đi. Dạ, con kính chào bác ạ. À, hôm nay thì được gặp bác ở đây thì con nghĩ cũng là có một cái duyên rồi. Thì con mong rằng sau này con có thể làm bạn với em và có thể tiến tới xa hơn nữa. Và con hứa là sẽ chăm lo tốt cái thứ cho em và có thể làm em hạnh phúc. Rồi. Cặp này về chắc ngồi nhau nhìn nhau cười không giống ai nói gì đó. Thôi được rồi, kéo màn lên đi. Rồi chúng ta gặp nhau đi các bạn. Dạ em chào. Dạ lần tiên cô có dạ. Em rất là dễ thương. Sao hãy cảm nhận về nhau đi. Nói chung là lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Và nói chung là cũng ngồi với tưởng tượng của anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh thì cũng chững chạc à. Như anh ấy, thì giờ công việc của anh thì nói chung là đi làm rồi nhiều khi còn đi làm thêm nữa này kia nữa. Thì cái thời gian nói chung là nó cũng rất ít. Cho nên nếu mà mình gặp nhau từng một hai lần gì đó thì em thấy như thế nào? Em dạ, có thông cảm được không? Dạ được à, thứ bảy chủ nhật là được. Bác sĩ ơi. Dạ. Đâu không lại bắt mặt ảnh coi tim ảnh đập thế nào rồi. Không thì mà. Thử coi ảnh khỏe không em, để lấy chồng cái, phải coi giống coi đồ với em. Bắt mặt ảnh coi thế nào. Đâu để em qua lên đây, để qua lên đây. Sao? Rồi em bắt mặt thử coi. Không dạ. Có mặt. Cũng nhanh lắm á. Dạ. Thôi bây giờ sẵn đứng đó luôn đi.
đứng đó hát bài tặng cô gái luôn đi, gây ấn tượng đi. Dạ, nói chung thì anh thì cũng có thuộc mấy bài hát, thì không biết em thích nghe bài tiếng Anh hay là tiếng Việt? Tiếng Việt anh. Xích xích vô. Anh hát tặng cho em bài Mãi Mãi đi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạn du tiếng hát chơi vơi hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày, người xin lắng nghe này con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em. Anh qua kia cho người ta quên, qua kia cho người ta quên vậy. Quên rồi. Thấy hình tượng thấy thương không nha, một chàng trai mà đứng hát tình yêu mà không đúng cho bạn gái mình, thấy thương gì đâu. Bây giờ tình thấy sao vậy? Dạ. Người thấy sao? Đỡ rung rồi anh, nhờ có anh em... Tập này hợp nè. Nắm tay cái coi cảm giác sao. Tay em lạnh lắm. Trời, đâu bạn đứng lên, bạn đứng lên đi. Thử xem. Đâu nắm chặt tay nhau rồi cảm giác như thế nào nha. Bây giờ hai người đứng nhìn nhau. Này hai người yêu chắc tôi phải đi theo quá. Trời ơi, ông kia kia tay kia. Nắm chặt vô rồi hai người nhìn nhau nha. Mình có 30 giây nhìn nhau. 30 giây bắt đầu hát lại đi. Hát lại coi nó sao xuyến không? Bắt đầu. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Rồi, rồi, rồi. Rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ có ba thiên đếm để quyết định một anh kỹ sư về xi măng có đổ bê tông được cô bác sĩ hay không. Chờ xem. 3 2 1. Hết thời gian. À, bây giờ là nắm tay thiệt nè. Nãy giờ mình nắm tay cảm nhận, bây giờ bắt đầu là bắt đầu từ ngày hôm nay. Anh hứa gì với bác đi? Dạ, con hứa với bác là con sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ chăm sóc cho em và sẽ lo cho em đến khi nào mà em còn không còn đời này nữa. Trời ơi. Bác là con hôn gái bạn gái. Dạ thôi. Không, phải hôn á. Bắt buộc á. Bắt buộc á, xin phép bác đi. Thôi dạ. Không, xin đi. Xin phép bác cho con hôn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Bác nói không được kìa. Là hôn chưa được phải không bác? Không được, thấy chưa? Làm lại. Nắm chặt tay nhau. Nắm chặt tay nhau. Ơi. Rồi bắt đầu hôn lại nè. Bác nói chưa được, hôn lâu lâu xíu. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Nó khó thở. Khó thở. Hôn khó thở. Khó thở hay tắc thở? Đây là chiếc vé xem phim của Cinebox, hệ thống 212 Lê Chính Thắng. Các bạn có thời gian để xem phim tìm hiểu kỹ hơn ha. Chúc các bạn hạnh phúc. Thôi, hai bạn nắm tay nhau thật chặt nha.